Nếu một loài tương tự như con người hiện nay sở hữu công nghệ tiên tiến, đã thống trị hành tinh vào khoảng thời gian của loài khủng long, liệu chúng ta có thể tìm thấy bất cứ bằng chứng nào về sự tồn tại của nền văn minh tiền sử này không? Nếu có nền văn minh tiền sử trước nền văn minh nhân loại lần này, thì nguồn gốc con người có phải từ nền văn minh trước di lưu lại không? Thuyết tiến hóa về nguồn gốc con người liệu có đúng không? Liệu sẽ có một loài động vật khác có trí thông minh ở cấp độ con người hiện nay, rất lâu sau khi loài người đã biến mất khỏi hành tinh này? Có lẽ 70 triệu năm nữa, những con người giống như chúng ta hiện nay sẽ tụ tập trước kim tự tháp Giza và tự hỏi rằng những sinh vật nào đã xây dựng nên ngọn tháp đó. Giả thuyết Silurian là một công trình tư duy đánh giá khả năng của khoa học hiện đại để phát hiện bằng chứng về nền văn minh tiên tiến trước đây, có lẽ vài triệu hoặc vài trăm triệu năm trước. Trong một bài báo được gọi là Giả thuyết Silurian đăng trên tạp chí Sinh vật học vũ trụ của Đại học Cambridge, nhà vật lý thiên văn Adam Frank tại Đại học Rochester và Gavin Smith, giám đốc viện nghiên cứu không gian Goddard của NASA, đã đưa ra đề xuất về một nền văn minh tiên tiến trước khi con người xuất hiện và suy nghĩ xem liệu có thể phát hiện ra một nền văn minh công nghiệp trong hồ sơ địa chất không. Giả thuyết Silurian được lấy cảm hứng từ một tập phim Doctor Who thập niên 1970 với chủng loài bò sát thông minh. Theo Frank và Smith, vì hóa thạch là tương đối hiếm và rất ít được tìm thấy ở trên trái đất do các hoạt động xói mòn và điều kiện kiến tạo sẽ hủy hoại sự tồn tại lâu dài của các cổ vật. Vì vậy, cơ hội tìm thấy bằng chứng trực tiếp của một nền văn minh như các hiện vật công nghệ là rất nhỏ. Chúng ta đã quen với việc hình dung các nền văn minh đã tuyệt chủng dưới dạng các bức tượng bị chìm và tàn tích dưới lòng đất. Những loại hiện vật này của các xã hội trước đây đều tốt nếu chúng ta chỉ quan tâm đến các khoảng thời gian của vài nghìn năm. Nhưng một khi chúng ta tiếp tục quay ngược trở lại hàng chục triệu hoặc hàng trăm triệu năm thì mọi thứ lại trở nên phức tạp hơn nhiều. Khi nói đến bằng chứng trực tiếp về một nền văn minh công nghiệp, những thứ như thành phố, nhà máy hay đường xá, hồ sơ địa chất không thể quay ngược trở lại đến kỳ đệ thứ 2,6 triệu năm trước. Ví dụ, những bề mặt cổ lâu đời nhất nằm ở sa mạc Negev cũng chỉ 1,8 triệu năm tuổi. Các bề mặt cũ hơn, hầu hết có thể nhìn thấy theo mặt cắt ngang qua một thứ gì đó, như mặt vách đá hoặc các vết cắt trên đá. Quay trở lại xa hơn nhiều so với kỷ đệ tứ, thì mọi thứ đã bị tiêu hủy và tan thành cát bụi. Và nếu chúng ta quay ngược lại thời gian quá xa này, chúng ta sẽ không nói về các nền văn minh của loài người hiện nay nữa. Tổ tiên của nhân loại, người Homo sapiens, đã không xuất hiện trên hành tinh chỉ cho đến 300.000 năm trước hoặc lâu hơn. Điều đó có nghĩa là câu hỏi chuyển sang các loài khác. Đó là lý do tại sao Gavin Smith gọi ý tưởng này là giả thuyết Silurian. Vậy liệu các nhà nghiên cứu có thể tìm thấy bằng chứng rõ ràng rằng một loài động vật thông minh thời cổ đại đã xây dựng một nền văn minh công nghiệp trước cả chúng ta không? Có lẽ, ví dụ một số loài động vật có vú đã phát triển trong một thời gian ngắn để xây dựng nền văn minh trong kỷ Paleocene khoảng 60 triệu năm trước. Tất nhiên là có hóa thạch, nhưng chỉ một phần rất nhỏ của sự sống có thể bị hóa thạch và thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào thời gian và môi trường sống. Do đó, sẽ rất dễ dàng để bỏ lỡ một nền văn minh công nghiệp chỉ tồn tại 100.000 năm, lâu hơn 500 lần so với nền văn minh công nghiệp của chúng ta đã tạo ra cho đến nay. Sau một khoảng thời gian lâu dài, các nhà nghiên cứu kết luận rằng chúng ta sẽ có nhiều khả năng tìm thấy bằng chứng gián tiếp như sự bất thường trong thành phần hóa học hoặc tỷ lệ đồng vị của trầm tích. Các vật thể có thể chỉ ra bằng chứng khả dĩ của các nền văn minh trong quá khứ, bao gồm chất thải nhựa và chất thải hạt nhân được chôn sâu dưới lòng đất hoặc dưới đáy đại dương. Các nền văn minh trước đây có thể đã lên vũ trụ và để lại các cổ vật trên các thiên thể khác như mặt trăng và sao hỏa, nơi mà có các điều kiện lý tưởng cho sự tồn tại lâu dài của các loại vật liệu. Bằng chứng về các cổ vật trên hai thế giới này sẽ dễ tìm thấy hơn trên trái đất. Nhưng thực tế ở ngay trên trái đất, một cách rất tình cờ, một số người đã tìm thấy những bằng chứng vô cùng quý giá, có thể là tàn tích của các nền văn minh tiên tiến thời tiền sử, có thể ví như họ đã tìm thấy những cây kim trong lòng đại dương. Đầu tiên, chiếc đinh ốc 200 triệu năm tuổi. Một nhà địa chất học nghiệp dư đã phát hiện một vật thể kim loại nhân tạo bên trong một khối đá tinh hốc có thể lên đến cả triệu năm tuổi. Tùy theo kích thước của tinh hốc, những tinh thể lớn nhất có thể mất 1 triệu năm để hình thành. Vậy làm cách nào mà trên trái đất người ta lại tìm thấy trong tinh hốc như vậy một vật thể kim loại mà nhiều khả năng là nhân tạo?
Theo trang Mystery History, vật thể nằm trong tinh hốc này đã được bọc kín trong khoảng thời gian 200 triệu năm. Thứ hai, bánh răng nhôm 300 triệu năm tuổi. Một miếng kim loại có hình bánh răng bị ép trong tảng than đá được tìm thấy bởi một cư dân Vladivostok ở Nga. Khảo sát kỹ, các nhà khoa học sửng sốt khi thấy mảnh kim loại đó có niên đại cách đây 300 triệu năm. Khi các nhà địa chất đập vỡ cục than đá đó và phân tích miếng kim loại dài không quá 7 cm, họ thấy nó nhẹ và rất mềm. Kinh ngạc hơn khi họ phát hiện thành phần hóa học bất thường của nó là 98% nhôm và 2% magie. Đây là một điều lạ bởi vì một hợp kim với tỷ lệ nhôm cao như vậy không thể nào có trong tự nhiên. 3. Chiếc búa 100 triệu năm tuổi. Chiếc búa trông có vẻ bình thường này lại khiến các nhà khoa học bối rối. Chiếc búa đã bị chìm trong đá vôi có niên đại 140 triệu năm cùng với những mảnh đá khác. Các chuyên gia đã giám định và họ đã rất kinh ngạc với hợp chất hóa học của chiếc búa. Chúng bao gồm 96,6% sắt, 2,6% clo và 0,74% sunfua, không thấy dấu vết của carbon, mà trong khi đó, quặng sắt trên trái đất luôn luôn chứa carbon và các tạp chất khác. Và trong lịch sử, các kim loại trên trái đất chưa từng phát hiện sắt nguyên chất như vậy. 4. Lò phản ứng hạt nhân 2 tỷ năm tuổi. Năm 1970, một dạng công nghệ tiên tiến được phát hiện đã làm các nhà khoa học kinh ngạc không chỉ bởi sự đơn giản mà còn vì nó là thành tựu đạt được cách đây hàng tỷ năm. Phát hiện chấn động này được củng cố sau hàng thập kỷ nghiên cứu. Công nghệ này chính là lò Oklo, lò phản ứng hạt nhân được đặt theo tên của một khu vực Tây Phi thuộc nước Cộng hòa Gabon. Lò phản ứng hạt nhân Oklo đã ngừng hoạt động trong một thời gian rất dài, khoảng 1,5 tỷ năm trước, nhưng dấu hiệu hoạt động trước đó thì không thể nhầm lẫn. Ít nhất vào 2 tỷ năm trước, lò đã vận hành được khoảng 300.000 năm. Lò phản ứng này từng tiến hành các chuỗi phản ứng phân rã hạt nhân ổn định. Tuy nhiên, để một lò phản ứng hạt nhân hình thành một cách tự nhiên là gần như không thể, bởi vì có hai điều kiện tiên quyết để xây dựng một lò phản ứng nguyên tử. Một là phải có nồng độ uranium 235 cao, hai là cần có người điều tiết neutron để ngăn chặn một vụ nổ trong quá trình phản ứng hạt nhân. Chất điều tiết neutron cần được điều tiết theo một tỷ lệ chính xác. Đặc biệt, nước sử dụng trong lò phản ứng phải cực kỳ tinh khiết hơn bất kỳ loại nước tự nhiên nào có trên trái đất. Vậy làm thế nào một địa điểm có lịch sử 2 tỷ năm lại có thể là một lò phản ứng hạt nhân? Xét trong điều kiện lịch sử lúc bấy giờ thì quả thật khó để mà tưởng tượng. Phải chăng nó đã được xây dựng bởi người ngoài hành tinh hay một nền văn minh cổ đại xuất hiện cách đây 2 tỷ năm?